Phan Bô Du mà ra video gan với phổi không? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Jason. Gan 13 mã lép UV đây. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các sản phẩm lưu ý khác tại website lovistore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Các bạn nghe này, nghe cảm giác nó tách 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 ấy. Chứ nó không sột 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 như là gan 12 mã lép UV U3 luôn, nhìn này. Ui, U4 này, U3 này. Cảm giác nó cực kỳ bay luôn. Và cái cảm giác này mình cảm nhận như là nó khác hoàn toàn so với những con gan khác. Ví dụ như là gan 11 hoặc là gan 12 đấy, các đời gan 11 và gan 12 thì chơi cảm giác nó cũng sột sột như nhau. Cảm giác nó sột soạt đấy. Còn con này thì nó tách 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 tách. Cảm giác nhựa nó đặc hơn. Cảm giác các cái bên trong này nó nhiều chi tiết hơn. Nên là nó không có cái khoảng không ở bên trong ấy. Nên là nó cảm giác nó bay hơn, mu nó bay hơn và nó không cho tiếng ồn nhiều hơn như là gan 12 mã lép UV. Xoay thì cực kỳ sướng luôn. À, và con này đây, cứ mỗi lần cầm UV lên thì mình sẽ cho các bạn xem đây, cảm giác bám tay như thế này. Còn con này thì là nhựa nhám, lại không cầm được như thế, không cầm được, nó trơn lắm, nó tuột ngay. Đầu tiên thì mình cảm giác là cái tơn nó cực kỳ bay. Đó. Và cảm giác nó có quán tính ấy, nó có quán tính, nó bay cực kỳ luôn. Các bạn nhìn mình đẩy U3, U4 các bạn cũng nhìn được rồi đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo này thì nó êm. Nó êm nhưng mà nó bay nhá. Nó êm, nó bay này. Cầm không được nhẹ như con đen này trước, nhưng mà cảm giác này cầm cho nó cảm giác chắc tay hơn rất là nhiều. À, có một cái điểm trừ là mình thấy nó xít ốc hơi lỏng. Đấy, một cái điểm trừ là mình thấy nó xít ốc hơi lỏng thôi, còn lại thì cũng không có gì để chê cả. Ok, thì tổng kết con này mình thấy khá là xịn. Mỗi con cho một cái cảm giác khác nhau. Gan 12 mã lép UV và gan 13 mã lép UV nó cho cảm giác khác nhau. Đấy, thì mỗi người một cảm giác chơi và phù hợp khác nhau thôi. Con này mình chỉ thấy một điểm trừ là cảm giác xít ốc nó hơi lỏng và tơn nó bay nhanh quá, sợ không kiểm soát được. Đấy, còn lại thì cũng chả có gì để chê cả. Công nghệ thì khá là nhiều rồi. Thì một cái video ngắn này thì cũng không thể nói hết được, chắc chắn là không thể nói hết được những gì về cái con này rồi. Đại loại là mình sẽ cảm nhận cho các bạn xem là cảm giác chơi như thế nào. Ok. Rồi, và nếu bạn thấy hay thì hãy lại cho mình một like, một share, một subscribe ủng hộ mình. Và nếu bạn cần những cái video gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ làm video cho các bạn xem. Và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.